nhạy bén, hiện đại, tiếp thu cái mới rất nhanh là những đặc điểm dễ nhận biết của người trẻ. Hàng loạt các xu hướng trên thế giới trải dài từ phim ảnh, chụp ảnh, ẩm thực cho tới học hành trải nghiệm đều được người trẻ bắt kịp vô cùng nhanh chóng. Chạy theo xu hướng này như một cuộc đua ngầm của tuổi thanh xuân, nếu ai không đủ nhạy và đủ ngông để đi theo các xu hướng, họ có lẽ ngay lập tức sẽ bị đánh tụt về độ chịu chơi, cũng như lãng phí mất một phần hay ho mà tuổi thanh xuân ngắn ngủi cần có. Vậy thì họ được gì trong cuộc đua đó? Mời các bạn cùng đến với những chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề này. Với em thì em thấy là mọi cái phong trào, dù ít hay nhiều, nó sẽ đều có mặt lợi và mặt hại của nó. Nhưng mà hiện nay với cái sự thiếu quản lý thời gian, cũng như là cái sự không làm chủ được bản thân, rất là thiếu kỷ luật, nên là mọi cái trào lưu bây giờ được khởi xướng và đang được hưởng ứng thì nó mang một cái phong thái của cái sự hời hợt là chủ yếu. Bởi vì vậy nên là các bạn đã phải chịu rất là nhiều vấn đề nặng nề, như là cái hậu quả của việc đu trend một cách hời hợt như thế mà không có một cái mục tiêu nào để các bạn gắn bó lâu dài. Cái việc này khiến vô hình chung nó tạo ra một cái sự vô định trong tâm trí của các bạn. Một khi mà cái trend này nó có cái đặc thù là đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, thì một khi nó đã biến mất thì các bạn thì sẽ cảm thấy vô định và các bạn thì sẽ lại theo một cái dòng mới trở đến. Và cuối cùng là em nghĩ là một cái hậu quả tồi tệ nhất là trong tâm lý của các bạn, các bạn sẽ sinh ra một cái tinh thần là chỉ biết đi theo chứ các bạn không thể tìm ra mục tiêu cho bản thân. Về việc đua trend thì sẽ có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Thì nếu mà mình làm một cách vừa đủ thì nó sẽ đem lại hiệu quả tốt. Ví dụ như là có cái trend bánh đồng xu dạo gần đây, thì trend này dần nổi lên bởi có nhiều TikToker trên mạng quay về nó, thì từ đó dẫn đến thì có nhiều nhãn hàng và là các cửa hàng có thể đi theo trên đấy và có thể tạo nên thương hiệu của chính bản thân mình và bắt đầu mục đích kinh doanh. Nhưng mà đương nhiên thì cái gì lạm dụng quá thì cũng không tốt. Nếu mà ai cũng chạy theo một cái xu hướng như thế thì sẽ dẫn đến việc loãng thông tin và điều đó khiến cho mất dần đi cái sự sáng tạo trên các nền tảng xã hội và giới trẻ cũng dần mất đi cái bản chất riêng của mình. Họ chỉ chạy theo những cái xu hướng và họ chăm chăm về sự nổi tiếng và họ nghĩ rằng nếu mà làm theo cái trend đấy thì sẽ mang lại nhiều sự nổi tiếng cho mình. Em luôn luôn đề cao cái mục tiêu và cái quan điểm của mỗi người. Bởi vì vậy thì ý kiến chủ quan của em sẽ là mỗi người đều có một cái phong cách và một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Nếu mà có những cái phong trào nào họ cảm thấy thật sự đáng thời gian của họ thì họ mới nên tham gia. Còn những phong trào nào không thực sự đáng thời gian thì những phong trào đấy là những phong trào không nên tham gia. Và làm như thế nào để biết là mình có thật sự mình muốn theo đuổi cái này hay không? Thứ nhất là cần sẽ phải dựa theo yếu tố là về bản thân của mình có đủ đam mê để theo đuổi nó hay không. Yếu tố thứ hai là liệu mà mình có đủ tài chính để mình theo nó hay không. Và yếu tố thứ ba là liệu nó có ích gì cho mình trong tương lai hay không, hoặc nó có ích gì cho cộng đồng trong tương lai hay không. Và em nghĩ đấy là những cái khía cạnh mà nhiều bạn trẻ nên cân nhắc khi mà lựa chọn một cái đam mê để mình theo đuổi. Cần phải mang cái sự sáng tạo của chính mình vào trong đó, chứ không phải là copy theo một khuôn của người khác sau đó làm lại y hệt để kiếm lợi nhuận. Và nếu mà họ có thể đi chơi ra ngoài, làm những cái việc mà bản thân mình thích, sau đó tìm được cái nguồn cảm hứng mới và sáng tạo nên một cái trend mới, mang lại thông điệp tích cực cho cộng đồng và có thể khẳng định được bản thân mình. Các bạn vừa nghe những chia sẻ về chủ đề người trẻ được gì khi đu trend. Hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề này trong phần bình luận hoặc gọi điện qua hotline 0243 826 26 25.